Bây giờ có một cái câu hỏi này mà rất là nhức nhối, nhiều bạn hỏi nhá. Xin mời cả hai anh cùng đưa ra quan điểm. Đấy là các bạn đều hỏi là mọi người có đang thần thánh hóa tiếng Anh không? Tiếng Anh đã bão hòa chưa? Liệu nó còn là lợi thế cạnh tranh nữa không? 10 năm nữa nó có phải là lợi thế nữa không? Sao mọi người cứ nói phải đi học tiếng Anh thế? Xin mời Dũng thử chia sẻ xem nào. Liệu có phải chúng ta đang thần thánh hóa tiếng Anh không? Nó có phải lợi thế cạnh tranh không nhỉ? Bây giờ mọi người vẫn còn đang nói đến nó như là một lợi thế cạnh tranh, nhưng mà em hãy tưởng tượng nếu 5 năm nữa, 10 năm nữa thực sự là ai cũng biết tiếng Anh rồi, mà lúc đấy mình không biết tiếng Anh thì nó sẽ như thế nào? Đến lúc đấy thì nó sẽ không còn là lợi thế cạnh tranh nữa, mà nó trở thành thiết yếu, nó là cái bắt buộc phải có, nó như kiểu là nền tảng phổ thông rồi, đúng không? Thì cho nên là cái độ quan trọng của nó không hề giảm đi đâu, mà nó thậm chí là còn tăng lên. Đến lúc đấy là khi nó không còn là lợi thế cạnh tranh nữa rồi thì mình càng cần phải có nó, và hay hơn nữa, có tốt hơn nữa, chứ không phải là không. Đấy. Và Cảm như vừa ơn nãy thì anh Dũng. Long cũng có nhắc đến cái chuyện là tiếng Anh nó giúp cho mình mở ra cả một cái chân trời mới, thì cá nhân anh thấy cái điều đấy rất là đúng với cả cái trường hợp của chính bản thân mình thôi. Tức là khi mà mình có tiếng Anh tốt, mình có thể theo học được những khóa học ở bên nước ngoài, mình có thể tiếp xúc với nhiều bạn bè hơn, và mình có cái cơ hội làm việc nó khác hẳn đi, và nó dẫn đến cái cách tư duy của mình nó cũng thay đổi. Và anh nghĩ là cái điều mà Việt Nam mình đang cần nhất là những người mà có cách tư duy khác, nó khai sáng hơn và nó rộng mở hơn, nó quốc tế hơn, thì đất nước mình mới phát triển được. Cảm ơn Và Dũng. cái cách tư duy đấy cũng sẽ giúp cho các em làm được cái điều như anh Long vừa nói, tức là cái sự nghiệp nó không phải là một cái gì đó, nó không phải là một cái thang mà mình tìm ra một cái chỗ để mình tựa, là mình cứ tựa thế mình đi hết đến hết, hết đời đâu, không có cái chuyện ấy đâu, mà nó sẽ là một hành trình mà mình tự khám phá bản thân, và mình sẽ liên tục thay đổi để thích ứng với môi trường, và cái tốc độ thay đổi đấy nó càng ngày nó càng nhanh, càng ngày nó càng nhanh. Và chắc chắn là trong vòng 30 40 năm sự nghiệp, các bạn sẽ phải đổi ngành, đổi nghề, đổi vị trí, đổi môi trường rất nhiều, chỉ sau 5 đến 7 năm thôi. Thì cái năng lực thích ứng đấy nó cũng đòi hỏi một con người mà có đầu óc rộng mở và có nhiều kiến thức nền và có khả năng thích ứng với các nền văn hóa khác nhau, mà những thứ đấy thì tiếng Anh nó sẽ mang lại cho các bạn.